và Lương Minh Châu xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang đến với chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV và hôm nay là thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023. Và sau đây xin kính mời các khán thính giả theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày. Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria không đủ nhân lực cho công tác cứu nạn. Nhiều người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria, nhưng thời tiết mùa đông lạnh giá và thiếu nhân lực đã cản trở nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Một người dân địa phương tên Dennis được Reuters thuật lại siết chặt tay trong tuyệt vọng và khóc dưới mưa. Anh cho biết những người bị mắc kẹt cố tạo ra tiếng ồn để gây sự chú ý, nhưng không có ai đến. Chúng tôi tuyệt vọng, chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, Chúa ơi, họ đang kêu cứu, họ cố nói cứu chúng tôi với nhưng chúng tôi không thể cứu họ, chúng tôi sẽ cứu họ bằng cách nào đây? Không có ai ở đây từ sáng đến giờ. Ông Dennis không kìm được xúc động. Tại thành phố Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu nạn phải trèo lên một đống đổ nát khổng lồ, nơi từng là khoa chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện công để tìm kiếm người sống sót. Các nhân viên y tế cũng quá tải trước số người bị thương được chuyển đến. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói: "Chúng tôi đang nỗ lực hết mình, nhưng mùa đông, thời tiết lạnh giá và động đất xảy ra vào ban đêm khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn." Tổng thống Tayyip Erdogan ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng từ vụ động đất này trong thời gian 3 tháng. Một giới chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu và thời tiết mùa đông khắc nghiệt cũng đang gây trở ngại trong hoạt động cứu nạn ở Syria Ông Raed Al-Saleh thuộc Tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng Syria, tổ chức cứu nạn trong khu vực do phiến quân kiểm soát cho biết họ đang chạy đua với thời gian để cứu mạng những người bị kẹt dưới đống đổ nát Nạn nhân của trận động đất có thể lên đến con số là 23.000 người Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại là số người thiệt mạng ở trong thảm họa động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ còn tiếp tục tăng cao Có khả năng sẽ còn tiếp tục xảy ra những cơn dư chấn Do, do đó, tổ chức này ước tính thiệt hại có thể tăng gấp 8 lần so với con số ban đầu Trước đó, Tổ chức uh, Y tế Thế giới dự đoán Ban đầu, con số người thiệt mạng ở trong cơn địa chấn kinh hoàng này là khoảng 2.600 người vào ngày 7 tháng 2, Thủ tướng Úc ông Anthony Albanese cho biết nước này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo ban đầu trị giá là 10 triệu Mỹ Kim cho khu vực phải hứng chịu động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thủ tướng New Zealand là Chris Hipkins cũng thông báo Wellington sẽ đóng góp 1.5 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, lực lượng không quân của Ấn Độ cho biết đội cứu trợ thảm họa đầu tiên của Ấn Độ đã lên đường để đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tối ngày 6 tháng 2. Các máy bay chở hàng viện trợ từ Iraq và Iran cũng đã đến sân bay quốc tế Damascus của Syria. Pakistan, Mexico, Israel và nhiều nước khác cũng đã gửi hỗ trợ đến khu vực thảm họa. Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để gửi lời chia buồn cũng như tái khẳng định Hòa Thịnh Đốn sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho Istanbul sau trận động đất thảm khốc. Đức nhờ Nga gây sức ép lên Syria trong vụ động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Việc viện trợ nhân đạo cho Syria trong cơn động đất kinh hoàng gặp một số trở ngại cho các nước phương Tây. Chính quyền Syria vốn được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ nhưng lại có mối quan hệ không tốt với phương Tây. Điều này khiến các quốc gia như Đức khó hỗ trợ Syria một cách tốt nhất. Phát biểu ngày 7 tháng 2, ngoại trưởng Đức Beuerbock cho rằng Nga có thể thúc giục Syria tạo điều kiện cho các nỗ lực nhân đạo này. Tất cả các bên trên trường quốc tế bao gồm Nga nên có áp lực lên chính quyền Syria nhằm bảo đảm các khoản viện trợ nhân đạo cho nạn nhân được đến nơi. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Baerbock nói tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Armenia Ararat Misojan. Tại Syria, Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi đó các lực lượng nổi dậy chống ông al-Assad lại phân mảnh và một số nhận sự hỗ trợ từ các nước phương Tây. Lâu nay, các lực lượng nổi dậy thường cáo buộc quân đội Syria do Nga hậu thuẫn tấn công họ. Người Syria gặp thảm họa kép khi vừa hứng chịu thiệt hại thiên tai, vừa là vùng đất chiến tranh triền miên 12 năm nay. Theo bà Beobot, hiện nay tất cả cần tập trung nỗ lực cứu người khi còn hàng ngàn nạn nhân kẹt dưới đống đổ nát và thời gian chỉ còn tính bằng phút. Điều quan trọng là vũ khí lúc này nên bị dẹp sang một bên và tất cả mọi nỗ lực trong khu vực tập trung vào viện trợ nhân đạo và tìm kiếm và bảo vệ nạn nhân, Ngoại trưởng Đức nói. Đức và vì không có quan hệ ngoại giao, Berlin đã cam kết viện trợ hàng triệu euro nhưng phải gửi qua một tổ chức phi chính phủ. Cựu thủ tướng Do Thái là ông Naftali Bennett đã từng tiết lộ vào đầu tuần này liên quan đến cuộc gặp với tổng thống Nga vào tháng 3 năm ngoái, trong đó Vladimir Putin có lời hứa rằng sẽ không giết hay là trừ khử tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trả lời về vấn đề này, phát ngôn viên của Điện Cầm Linh Dmitry Peskov xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc đối thoại dài và thường xuyên liên lạc trong nhiệm kỳ của Thủ tướng của ông Bennett. Trong chương trình nghị sự, ngoài quan hệ song phương còn có chủ đề về Ukraine, nhưng chúng tôi không ủng hộ việc tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán giữa các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy, tôi sẽ không bác bỏ hay là xác nhận những gì mà ông Bennett đã nói. Đài Russia Today đã dẫn lời của Peskov cho biết như trên. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, cựu thủ tướng do Thái Naftali Bennett trong lúc ông còn đương nhiệm đã bay đến Moscow với hy vọng tìm được hướng hòa giải. Còn ông Zelensky trong giai đoạn này không xuất hiện công khai và được cho là đã nhờ ông Bennett thuyết phục Nga không ám sát mình. Tuy nhiên, theo tình báo của Hoa Kỳ và phương Tây cũng như là lời tố cáo của ông Zelensky, đó là Nga đã nhiều lần cử các toán sát thủ để nhằm lấy mạng tổng thống Ukraine nhưng đã bất thành ukraine thay bộ trưởng quốc phòng tín hiệu nguy hiểm cho xung đột thông tin giám đốc tổng cục tình báo ukraine gur Kirillo Budanov lên làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Oleksiy Reznikov giữa lúc cuộc chiến đang ở giai đoạn căng thẳng được dự báo sẽ có tác động tới cục diện chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Nghị sĩ David Arakhamia, thân cận với Tổng thống Zelensky, cho biết việc thay thế nhân sự lần này nằm trong tính toán của Ukraine hoàn toàn hợp lý cho diễn biến chiến tranh, đồng thời cho biết ông Reznikov sắp tới sẽ chuyển sang làm Bộ trưởng các ngành công nghiệp chiến lược. Giới quan sát cho rằng việc giám đốc cơ quan tình báo Budanov được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng có thể là tín hiệu nguy hiểm cho xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Budanov, 37 tuổi, là một trong những vị tướng trẻ nhất của Ukraine và được cho là có tầm ảnh hưởng đối với tổng thống Zelensky. Ông Budanov chuyên về các hoạt động quân sự đặc biệt và nhiều lần tránh ám sát thành công, đặc biệt giám đốc tổng cục tình báo Budanov nổi tiếng vì sự đoán chính xác đặc biệt giám đốc tổng cục tình báo budanov nổi tiếng vì dự đoán chính xác cuộc tấn công của nga và ukraine ở thời điểm hầu hết giới chức ukraine đều cho rằng moscow sẽ chỉ gây hấn ở quy mô nhỏ hồi tháng giêng ông budanov từng cảnh báo về khả năng sẽ có các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nga nhưng không đề cập đến sự can dự của ukraine trong cuộc trả lời phỏng vấn washington post tuần trước ông budanov đã từng nhắc tới mục tiêu tái chiếm bán đảo crimea trong mùa hè năm nay báo chí quốc tế chú ý vào mối quan hệ giữa việc ông resnikov rời chức với cuộc truy quét tham nhũng tại Ukraine, trong đó có cả điều tra liên quan đến Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Vreinskov khẳng định không làm điều gì sai, nhưng ông sẽ là quan chức cao cấp nhất của Ukraine rời chức sau cuộc truy quét tham nhũng. Tổng thống Ukraine ông Zelensky hồi tháng Giêng đã ký ban hành luật trừng phạt quân nhân với những hình phạt hà khắc hơn đối với các binh sĩ nào đào ngũ hoặc là khó trị. Đồng thời tước đi bỏ tước bỏ đi quyền kháng cáo của họ. Theo Politico, luật này nhằm tiêu chuẩn hóa và gia tăng hình phạt đối với việc vi phạm quy định, nâng cao kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội. Hành vi bất tuân mệnh lệnh sẽ bị xử phạt từ 5 cho đến 8 năm tù, thay vì từ 2 đến 7 năm như trước đây. Hành vi đào ngũ hoặc là không thực hiện nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng bị phạt đến 10 năm tù. Đe dọa chỉ huy, uống rượu, thắc mắc về mệnh lệnh và nhiều vi phạm khác thì cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn, có thể đó là án tù mà trước đây quân nhân có những hành vi tương tự sẽ chỉ bị quản chế hoặc là bị giảm lương. Các chỉ huy quân đội của Tổng thống Zelensky cho rằng các biện pháp ở trong luật mới là cần thiết để lực lượng Ukraine trụ vững trước các cuộc tấn công của Nga. Hơn 25.000 người Ukraine cho rằng luật này quá là khắc nghiệt và kêu gọi Tổng thống hãy phủ quyết toàn bộ luật này trong một thỉnh nguyện thư gửi đến ông Zelensky. Một tổ chức phi chính phủ cho biết, luật này sẽ có những hệ quả tiêu cực đối với việc bảo vệ quyền của quân nhân bị cáo buộc phạm tội và sẽ làm suy giảm đi động lực của quân nhân trong thời gian phục vụ. Điều này có thể gây ra rủi ro cho cả việc bảo vệ nhân quyền lẫn khả năng phòng thủ của nhà nước. Chú chó phá kỷ lục thế giới sống thọ nhất lịch sử. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế Giới đã công nhận chú chó Bobby, gần 31 tuổi, ở làng Conqueros, thành phố Leria, Bồ Đào Nha là chú chó lớn tuổi nhất còn sống. Trên thực tế, Bobby sinh ngày 11 tháng 5 năm 1992, không chỉ là chú chó già nhất còn sống, mà còn là lớn tuổi nhất từ trước đến nay, theo thông tin của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế Giới. Tính đến ngày 7 tháng 2, Bobby được 30 tuổi 271 ngày điều đáng ngạc nhiên là Bobby thuộc giống chó được thuần hóa để bảo vệ gia súc và có tuổi thọ trung bình từ 12 đến 14 năm. Bobby đã phá kỷ lục của Bluey 29 tuổi. 1910 đến 1939, một chú chó chăn gia súc ở Úc nắm giữ gần một thế kỷ qua. Theo ông Leono Costa, chủ của Bobby, một trong những yếu tố đóng góp lớn nhất vào tuổi thọ của chú chó này là môi trường sống yên tĩnh, thanh bình và xa thành phố. Bobby chưa bao giờ bị xiềng xích hay đeo dây xích và luôn được tự do dạo chơi trong các khu rừng và nông trại xung quanh nhà. Và đó là những bản tin thế giới chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin hoa kỳ sau phần thông tin thương mại xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi